Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe SUV gầm cao 7 chỗ ngồi quý bạn nhé. Đó chính là Mitsubishi Pajero Sport ạ. Đây là phiên bản Pajero Sport 2.5 số tự động máy dầu quý vị bạn nhé. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và sản xuất năm 2011, đăng ký cuối năm 2011, chiếc xe đã lăn bánh được 8 vạn km rồi quý vị bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 488 triệu đồng quý vị bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport 2011 số tự động máy dầu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport 2011 số tự động máy dầu này ạ. Mời quý vị và các bạn. Ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport 2011 máy dầu số tự động này quý vị bạn nhé. Đấy, đầu tiên là mời quý vị và các bạn xem về cái phần bên ngoài. Bên ngoài thì quý vị và các bạn là chúng tôi cũng cam kết với quý vị và các bạn là thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản rồi các bạn ạ. Chỉ còn nước sơn thì thưa với quý vị bạn, chiếc xe này thì sơn gần như là hết cả xe rồi các bạn nhé. Đấy, trên đăng ký là màu xanh, chiếc xe này là trên đăng ký màu xanh nhưng mà nhìn thực tế nó là như là màu xanh, xám xanh và ngoại thất thì rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là rất là đẹp luôn. Và nhìn từ đằng trước này thì quý vị bạn thấy đây ạ, xe cũng đã được trang bị đèn pha BC5. Đấy, đèn pha BC5 này. Bên dưới là đèn pha ga lăng rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Phiên bản máy dầu và ở phía dòng 7 chỗ SUV gầm cao quý vị bạn ạ, rất là đẹp. Và thưa với quý vị và các bạn, cái dàn lốp kit xe lanh này thì đã được các chủ xe này là dàn lốp thứ 2 rồi các bạn nhé. Đấy, dàn lốp thứ 2 và lốp sơ cua đây ạ. Lốp sơ cua cũng thay cả một dàn luôn, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, cả một cái dàn lốp này thì chủ xe thay từ năm 2018. Đấy, date lốp là 2018 là cả một dàn này, rất là dày, còn rất là dày, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Bên cây cụm đèn hậu thì rất là đẹp đây các bạn này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là rất là đẹp này, rất là đẹp. Và nhìn ở cái ba đèn sốc sau này thì quý vị và các bạn thấy được là xe cũng đã được trang bị camera lùi, cảm biến lùi rồi các bạn nhé. Đấy, camera lùi, cảm biến lùi. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái này cho quý vị các bạn cùng xem. Đây là cánh cửa lái đây ạ. Keo chỉ các thứ là chúng tôi cam kết là còn nguyên bản rồi. Đấy, táp lô cửa rất là đẹp này, được trang bị là ốp vân gỗ này, da này, nội thất da này. Đấy, nội thất da màu kem rất là đẹp quý vị các bạn ạ, rất là sang. Và ở cái phiên bản này thì là phiên bản số tự động máy dầu quý bạn nhé. Vô lăng cần số rất là đẹp ạ. Thời tiết là nó nắng nóng quá cho nên là tôi phải quay nhanh gọn thôi chứ không là điện thoại nó sẽ bị ngắt ngay bây giờ đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Cánh cửa phía sau này, táp lô, táp bi rất là đẹp rồi. Đấy. Và loa liếc thì chủ xe cũng đã độ về hệ thống âm thanh từ loa súp gầm này. Đấy, cho đến loa chép ở cánh cửa này. Đấy, nội thất này rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Nội thất rất đẹp luôn, rất là mới luôn đấy ạ. Đấy, và chủ xe cũng đã làm lên cái trần 3D này rồi đấy ạ. Đấy, trần 3D này rất là đẹp. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất bên trong chiếc xe nhé. Thời tiết này quá là nóng đấy, cho nên là tôi phải lên xe để tôi nổ máy lên, không là cái điện thoại của tôi nó lại bị ngắt bây giờ đấy ạ. Tại vì nó thời tiết nó nóng quá là nó sẽ ngắt. Đó. Thì thưa với quý vị và các bạn, đây cái đồng hồ công tơ mét đây ạ. Đồng hồ công tơ mét tình cờ thôi, nhưng mà cái đồng hồ rất là đẹp quý bạn ạ. Đồng hồ đã chạy được cả 8 vạn km rồi nha. 4 con 9 này, 79999. Đấy, và vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, rất là nhiều các option ở chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport máy dầu này, và sang số thể thao trên vô lăng luôn quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này. Và cái phần đầu này thì là chủ xe đã độ thêm về toàn bộ về đầu màn và âm thanh. Đấy, được ở cái phiên bản này, Mitsubishi Pajero Sport này thì thưa với quý vị và các bạn, đấy thiết kế cho chiếc xe này rất là đẹp quý vị và bạn ạ. Từ những cái phần ốp vân gỗ này cho đến những cái phần da này, phần nhựa này, phần chrome này rất là đẹp quý vị và bạn ạ. Đấy, và chiếc xe này là sản xuất năm 2011, đăng ký cuối năm 2011 luôn quý bạn nhé. Đấy, cụ thể là đăng ký tháng 10 năm 2011 đấy. Đấy, rất là đẹp. Một chiếc xe Pajero Sport phiên bản máy dầu số tự động ạ. Thời tiết thật là nắng nóng. Đấy, nội thất bên trong này rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Tôi quay cũng chi tiết được như thế này cho quý vị bạn xem nhé. Thật, nếu như mà thời tiết râm mát thì tôi ra ngoài tôi quay nó chi tiết được nhiều hơn nữa. Cho nên là quý vị và các bạn cũng hết sức thông cảm cho tôi với cái thời tiết nắng nóng như hiện nay nhé. Và nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport số tự động máy dầu 2011 này thì hãy liên hệ với số điện thoại của Ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này quý vị bạn nhé. Đấy, và bây giờ thì tôi lại phải tạm thời tắt cái máy này đi, chứ không là ra ngoài là nó nghe tiếng ồn, quay nó lẫn vào trong video này, nghe trên video là nó không rõ. Tôi phải tắt đi, tôi ra ngoài tôi quay tiếp. Đấy, tôi sẽ đóng cái cánh cửa phía sau bên lái này lại, tôi mở cái cốp này ra. Đấy, đây là cái phần cốp sau quý bạn nhé, cốp sau. Đấy, nội thất phía sau. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đây, một chiếc xe từ 2011. Ở cái phiên bản này thì chắc chắn một điều là không có xe chạy dịch vụ rồi quý bạn ạ. Tại vì là những chiếc xe 7 chỗ thì thường là Toyota hoặc Fortuner hoặc Xpander thì là hay chạy dịch vụ nhé. Nhưng phiên bản Pajero Sport này thì rất là ít xe chạy dịch vụ đấy ạ. Đấy, rất là mới đây, từ những cái phần thảm này. Đấy, quý bạn thấy là phần thảm này, đây là đồ nghề, sách hướng dẫn này. Đấy, từ những cái kích này, sách hướng dẫn này, chủ xe còn để nguyên trong này đấy ạ. Tôi mua về là tôi để nguyên như này đây. Đấy. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị bạn cùng xem. Đó, toàn bộ về cái phần táp bi cửa này đều rất là mới này, keo chỉ là nguyên bản là cái chắc chắn rồi, chúng tôi cam kết là keo chỉ nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đó, chúng tôi cam kết toàn bộ về những cái phần keo chỉ là nguyên bản này. Đấy, nội thất rất là đẹp này, loa súp gầm này. Đấy, nội thất quá là mới luôn đấy ạ. Một chiếc xe Pajero Sport 7 chỗ máy dầu số tự động 2011 mới như này đấy ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị bạn cùng xem đấy ạ. Đấy, keo chỉ là chúng tôi cũng vẫn cam kết là còn nguyên bản hết nhé, không có mất một phân keo chỉ nữa đâu. Táp bi cánh cửa này rất là đẹp, rất là sang, bởi được trang bị từ cái da cho đến cái ốp vân gỗ này, nẹp chrome này. Đấy, rất là sang sáng xe và rất là đẹp. Đấy, nội thất rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, từ nội thất da này cho đến táp lô này đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. 2011 mới lăn bánh được 8 vạn km thôi. Và đây là cái phần đặc biệt quan trọng nhất của chiếc xe nhé, đó là về cái phần động cơ. Mitsubishi cũng đã trang bị cho phiên bản Pajero Sport này là một cái động cơ dầu, động cơ diesel đấy, con mông rêu 2.5 lít máy dầu quý bạn nhé. cực kỳ khỏe và lại tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ. Đấy, cái động cơ này thì nó đang nắng quá cho nên tôi không dám quay sát camera vào, quay camera vào là nó sẽ lại ngắt mất điện thoại của tôi, chứ nó rất là đẹp đấy quý bạn nhé. Một cái động cơ dầu đẹp và động cơ còn nguyên bản đấy ạ. Đấy, cái động cơ này rất đẹp và còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Chúng tôi cam kết về chiếc xe này là thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe Pajero Sport số tự động máy dầu. Cái cabo này cũng còn nguyên bản từ những cái phần keo chỉ các bạn nhé. Không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản. Đấy là cái điều mà chúng tôi cam kết rồi. Đấy. Tôi quay không được sát lắm thì quý vị các bạn cũng hết sức thông cảm nhé. Bởi vì là cái động cơ này nó rất là nóng và thời tiết hôm nay thì nắng quá cho nên là nếu như quay sát vào đây là điện thoại tôi nó ngắt luôn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport phiên bản máy dầu 2011 ạ. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này là chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 488 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport 2.5 máy dầu 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của Ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh Ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.